Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu SBTN Online TV. Với SBTN Online TV, quý vị có thể xem các chương trình SBTN mọi lúc mọi nơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hình ảnh chất lượng, âm thanh rõ ràng với giá 7.99 đồng cho một tháng. Hãy ghi danh ngay để xem thử trong vòng 30 ngày. SBTN Online TV rất tiếc không áp dụng tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị hãy vào trang nhạc www.sbtnonline.tv. Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, phản ứng của ban đại diện cộng đồng người Việt miền Trung và miền Bắc của tiểu bang California sau khi nhận được thông cáo báo chí của Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai gửi đi vào ngày 6 tháng 3 năm 2018 kêu gọi biểu tình trước trung tâm Thiên Nga ở số 9295 Bosa Avenue, thành phố Westminster, ngay trung tâm Little Sài Gòn vào ngày 11 tháng 3 năm 2018 để phản đối đài truyền hình Vietfet TV và trung tâm Thiên Nga Paris By Night. Tôi là Phạm Hữu Sơn, chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California. Thưa quý vị, sau khi chúng tôi được cái thông báo của Liên ủy ban chống cộng và tay sai thì chúng tôi thấy rằng cái việc làm này rất là thiết thực và rất là thực tế. Hầu như tất cả các cái cộng đồng đều không có một cái phản ứng nào rõ ràng để mà có thể ngăn chặn được cái sự xâm lấn của cái nghị quyết 36. Thì nay để tổ chức cuộc biểu tình thì chúng tôi thấy rằng đó là một cái việc làm rất là cấp thiết và chúng ta cần phải hỗ trợ tất cả các cộng đồng ở khắp nơi, chúng ta đều phải quyết tâm yểm trợ. Thì mình không có thể nào mà mình chấp nhận được cái một cái đài người Việt hải ngoại mà đi lại hợp tác với một cái đài mà của cộng sản, thì cái chuyện đó nó chúng ta không thể chấp nhận được. Nhất là qua cái vụ mà họ dùng những cái hình ảnh rất là thương tâm ở Việt Nam để mà lạc quyên người Việt mình hải ngoại gửi tiền về. Cái chuyện này mình cần phải làm lớn. Cộng đồng miền Trung California sẽ kêu gọi đồng hương ở đây, mọi người biết được cái tin này nên tham gia cái buổi biểu tình này càng đông càng tốt. Với tư cách là chủ tịch cộng đồng người Việt của miền Trung tiểu bang California, ông nghĩ như thế nào về cái thông báo kêu gọi biểu tình? Chúng ta tham gia cái cuộc biểu tình vào ngày 11 tháng 3 là một cái việc làm thiết thực và chúng ta cố gắng tham gia ủng hộ, vì đây là một cái hành động mà để chúng ta chống lại cái nghị quyết 36 mà nó đang từ từ lan loại vào cái cộng đồng của người Việt chúng ta tại hải ngoại. Tôi là Vũ Hình Trưởng, Phó Chủ tịch Nội vụ của Ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali. Chúng ta thấy rõ ràng rằng là một người tổng giám đốc của một cái đài mà làm truyền hình ở đây đã xác nhận rằng là chương trình là họ lấy từ ở Việt Nam, và những cái đài đó thì ở Việt Nam là của Việt Cộng. Mà cái điều đó thì chúng ta thấy rằng là các cái chương trình đó đem qua đây thì rõ ràng đó là những cái sự tuyên truyền mà cái đường lối của cộng sản nó đã đang xâm nhập vào cộng đồng của chúng ta qua cái nghị quyết 36, là bọn cộng sản nó dùng nhiều hình thức để nó lợi dụng, để mà nó vừa moi tiền mà vừa đi vào trong cái vấn đề tuyên truyền ở trong cộng đồng của chúng ta. Cho nên chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người chúng ta cùng ý thức và cùng nhau để mà xuống đường mạnh mẽ vào những cái thời điểm này. Với cương vị là chủ tịch của cộng đồng người Việt miền Trung California thì chúng ta thấy đây là một việc làm rất chính đáng và chúng ta phải làm. Nên tôi kêu gọi tất cả cộng đồng người Việt ở miền Trung California cũng như khắp nơi xin hãy góp một bàn tay để chúng ta cùng nhau tham gia cái cuộc biểu tình vào ngày 11 tháng 3 sắp tới. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả các cái cộng đồng của khắp miền Bắc Cali này chúng ta cũng sẽ tập trung tại miền Nam Cali để chúng ta tạo thành một cái phản ứng rất là mạnh mẽ. Cho nên là cộng đồng Bắc Cali chúng tôi quyết định là sẽ cử một phái đoàn xuống để cùng tiếp tay với Liên ủy ban để mà tham gia cái cuộc biểu tình, để kêu gọi tất cả mọi người ở khắp mọi nơi chúng ta cùng kéo nhau về để chúng ta làm một cái cuộc biểu tình rầm rộ. Nhớ đến cái cuộc đấu tranh đối với lại Trần Trường thì chúng ta hy vọng rằng cái cuộc đấu tranh này của chúng ta cũng sẽ đạt cái thành quả mãnh liệt hơn. Tôi nghĩ rằng là cái điều đó là một cái điều rất là cần thiết và xin kêu gọi tất cả đồng bào ở khắp nơi hưởng ứng cái lời kêu gọi của Liên ủy ban để chúng ta cùng nắm tay nhau mà chúng ta làm cái công việc này cho nó đến nơi đến chốn. Thưa quý vị, thông cáo báo chí của Liên ủy ban cho biết cuộc biểu tình này chỉ là một phản ứng tạm thời đối với những tên tay sai, những cơ sở thương mại lâu nay đã và đang tiếp tay cho bọn cộng sản hầu thi hành nghị quyết 36 của bọn chúng.
Liên ủy ban cho hay trong thời gian tới sẽ có những biện pháp đối phó với những cơ sở phát thanh, truyền hình cũng như những cá nhân hay đoàn thể nào còn hợp tác với chế độ Cộng sản trong nước dưới mọi hình thức. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.